Hello, em Minh chào anh chị và các bạn nhé. Tiếp tục review xe. Thì em quay cho mọi người chiếc Catani 700P trong tầm giá chỉ 3,4 triệu, hơn 3 triệu. Những con xe khung sắt, mối hàn chìm, bánh 700 có 3 ga, thắng đĩa, có đè líp 37. Thì mọi người tham khảo chiếc này nhé, cho mấy anh em với bác đi thể dục thể thao vừa tiền mới tập chơi. Đấy, chiếc Catani 700P có rè, có 3 ga. Xe thì 4 màu, đen dương, đen đỏ, đen cốm và xám cam. Thắng đĩa có sẵn 3 ga với rè. Xe sử dụng bộ truyền động xi minh, hàng Trung Quốc, 7 lít 3 đĩa. Bánh 700 nhân 28C, thắng đĩa, đùm bạc đạn, nền 3 phân. Van Pháp mọi người. Đấy, xe này tem phản quang. Tem phản quang đi trời tối nó sáng, phát sáng này. Rất là đẹp. Chiếc này thì em quay buổi tối thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà buổi sáng thì nó không đẹp bằng. Mối hàn chìm mọi người. Xe làm rất là đẹp này. Mối hàn chìm không nhìn thấy mối hàn luôn. Khung sắt một con xe tầm giá 3 triệu hơn một tí mà đẹp như thế này, quá giỏi. Đi đâu bông tăng Catani nhé. Yên êm. Xe sử dụng bộ truyền động xi minh TZ 7 lít và 3 đĩa. Cả vỏ xe ST 700C x 28 có 3 ga sẵn này. Cái rè sẵn này, rè nhựa, rè mủ, khung sắt mọi người. Mấy anh em mới tập chơi thì hoặc là đi thể dục thể thao thì con xe vừa phải như này cũng được rồi. Xe rất là đẹp, có sừng trâu sẵn luôn, hàng như hàng cao cấp, chất lượng rất là tốt, hàng bán chạy lắm. Trong khu vực phía Nam thì xe là bán chạy nhất. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 070 619 8999 nhé. Em Minh giao hàng toàn quốc miễn phí, mọi người cứ liên hệ. Có bất cứ gì cần tư vấn thì cứ alo nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo, em tư vấn cho mọi người về chiều cao, rồi kích thước, rồi màu sắc, size bánh, rồi tất cả cân nặng mọi thứ. Đây, mọi người có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 070 619 8999 em Minh. Xe rất là đẹp, xe hiện bán ở shop với giá 3,4 triệu, miễn phí giao hàng toàn quốc. Cảm ơn mọi người.